Này các bạn ngước lên nè. Thì mai mai mình làm hai nhá. Biết không? Tổ à. Có biết không? Tổ à. Nào thế này. Học ở đâu không biết? Với học ai nữa nhỉ? Các bạn học ai nữa nhỉ? Cháu đang hỏi các bạn xin. Các bạn vừa nghe anh giới thiệu về cái máy bay này nhỉ? Đúng rồi. Đúng rồi. Đây là cái máy bay N2 do Mỹ sản xuất. Nó đưa sang để nó lấy giá từ Triều Sơn đấy. Ngày xưa ông Triều Sơn 6 năm. Bốn cái máy bay này nó thả được 250 con. Em biết cây này cái gì không? Cây gì cô? Cây gì? Cây gì nhỉ? Mày quay cái này là cái chủ đấy. Đây nha. Đây là cây nhiệt đới này. Nó bay nó thả xuống để nó đi sát cái hàng gen. Nó thu tín hiệu. Đấy, tất cả cái tín hiệu khi mà thấp, kể cả là tiếng người, cái ô tô, tức là nó gửi mùi mồ hôi của người này, gửi nước tiểu thế không? Báo không được. Đấy, nó báo cái bay P2 nó bom. Từ P2 nó thả bom. Mỗi cái máy bay nó thả 250 bom to, to này. Nó khá khá đủ lắm. Thế nhưng mà các ông ở đời Trường Sơn, chi viện là trong Việt Nam, nên là những công Mỹ đó không ngăn chặn được cái việc Trường Sơn. Đấy, đánh phá á biển lắm, 4 triệu tấn bom đánh biển Trường Sơn, nhưng không đang tràn biển. Còn mà có khu ở Trường Sơn, khu thì cứ đủ mạng. Nghe bây giờ học về cái gì của Trường Sơn nhé. Được chưa? Đấy cả cô thích cô chứ không? Được chưa? Học lớn lên thì đi cô đôi thì bỏ cô Trường Quốc nhé. Và bác ơi, bác cho các cháu ra bên kia. Chỗ đang trưng bày bên này. Được rồi, đi cùng hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
súng xếp lại chị. Thank you.